Xin chào tất cả các bạn, như các bạn cũng đang thấy trên màn hình, hiện tại có một thế lực vô hình nào đó đang nhúng tay vô cái điện thoại của mình. Và nếu là các bạn là một game thủ võ lâm truyền kỳ mobile đang solo với một người nào đó, hay là đang không liên tháp mà gặp thế lực nào đó đang nhúng tay vào điện thoại của bạn, thì bạn sẽ ra sao? Mình chắc là mình đập luôn cái điện thoại này quá. Vì thế mình đã kiếm ra được một cái ứng dụng khá hay, mình cảm thấy rất là hay, để cho khắc phục cái tình trạng như thế này. Đó là ứng dụng khóa màn hình kết lock. Các bạn có thể thấy mình bấm loạn xạ lên màn hình luôn, là nó không có tác động được đến cái màn hình của mình, không thể điều khiển cho mình luôn. Các bạn có thể thấy không, nếu mình muốn thoát khỏi cái ứng dụng này thì mình, các bạn có thấy cái hình em bé chỉ không đó, double tap here to unlock á, thì các bạn nhấp vào đó hai lần thì nó sẽ có thể là kết thúc cái ứng dụng kết lock này. Bây giờ mình sẽ xem thử cái app này là app gì nha. Nếu mà các bạn có điện thoại như cái này thì các bạn sẽ làm gì? Đây, cái app đây, chất lọc. Các bạn sử dụng điện thoại Android, các bạn có thể đào cái phần mềm này. Đầu tiên thì các bạn nhớ chỉnh cài đặt cho nó nha. Cái âm thanh khóa là khi mà các bạn khóa màn hình, các bạn có thể tăng giảm âm thanh được. Nếu mà các bạn không lít vào nó thì các bạn sẽ tăng giảm âm thanh được, mà các bạn lít vào nó thì nó sẽ không tăng giảm âm thanh được. Rồi thêm một cái đó là số lần mà mình mở khóa, các bạn có thể nhấn double vô, hay là 2 lần, 3 lần, 4 lần, đó là tùy các bạn. Đó là những cái cách khá cơ bản để cho mình chỉnh cái ứng dụng này cho nó tốt hơn ha. Các bạn cũng có thể nhìn thấy cái anh đẹp trai đang giơ tay ra ở trong hình, đó chính là mình đó. Các bạn thấy đẹp trai không? Và thêm một cái nữa, ở cái ứng dụng này mình cảm thấy nó khá hay, là thường các bạn lên trên YouTube các bạn nghe nhạc, nhưng mà để YouTube nó có thể chạy hoài hoài thì các bạn cũng phải để cái màn hình nó hoài hoài luôn, đúng không? Nếu các bạn mà tắt cái màn hình thì YouTube nó cũng tắt luôn. Là lý do các bạn tắt màn hình là các bạn sợ tốn pin, các bạn tắt màn hình. Rồi các bạn muốn đi ra ngoài là hay là các bạn bỏ túi á, thì các bạn sợ da chạm da thịt của mình nên nó sẽ chỉnh qua canh thác, rất là bất lợi. Khi mà cái YouTube nó khá bất lợi khi mà sử dụng như vậy. Nhờ có cái ứng dụng này thì mình cảm thấy nó đỡ hơn chút xíu. Mình có thể khóa nó lại, mình đang xem YouTube mình khóa nó lại, mình nhét vô túi rồi mình đi ra ngoài, nó không có ảnh hưởng gì hết. Mình có thể nghe thoải mái nguyên một cái video nhạc đó luôn, cỡ mấy chục tiếng hay cũng được, rất là có lợi. Thấy không, như các bạn cũng thấy rất là lợi các bạn. Thì cái ứng dụng này nó có trên Android, ở iOS hay là Windows thì mình cũng đang kiếm những cái ứng dụng giống như vậy. Một ứng dụng hay như vậy, nếu mà các bạn không like cho nó thì khá uổng ha. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình để có thể nhận được những video mới trong thời gian sắp tới. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.